lên một bộ dàn sân vườn, trị giá thì tầm 79 triệu thôi, khoảng 79 triệu, nhưng mà cho ra một chất âm rất là tuyệt vời đúng không ạ, đẳng cấp luôn em nhá. Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay bên Mạch Quân Audio sẽ lên một bộ dàn sân vườn anh em nhé. Một bộ dàn sân vườn rất là đẳng cấp. Bộ dàn này gồm hai cặp loa full 40, một quả súp hơi 50, quả súp hơi bass 40. Đó, và hai cục đẩy Martin MA300 cùng với PL2.18 rất đẳng cấp. Đó. Và trong cái tầm giá chỉ có 79 triệu đồng thôi. Đó, 79 triệu anh em có ngay một bộ dàn quá là ok, chơi không gian rộng anh em nhé. Cao cấp PS9.2, đẩy 4 kênh anh em nhé. Martin MA1300 cùng với một cục đẩy chuyên súp PL2.18. Ok chưa? Đây là về phần dàn máy. Về phần loa thì chúng ta có được hai cặp loa bass 40. Quá đẳng cấp đúng không ạ? Chưa thắng vào đâu. Đang chơi trên hai cặp loa 40. TV-15. Quá gấu luôn. Súp 50 nhá. TV-18. Quá khủng luôn ạ. Đây là một bộ dàn quá đẳng cấp luôn. Đó. Quá đẳng cấp anh em nhé. Bác nào mà đang có ý định mà muốn lấy cái bộ dàn tầm 79, tầm 7 đến 80 triệu, 70 đến 80 triệu mà chúng ta tham khảo cái cấu hình này. Như anh em thấy đây, quá đẹp đúng không ạ? Cục đẩy, riêng cục đẩy Martin này em sẽ chơi mỗi kênh chơi quả full 40. Đó. Ok chưa? Đó. Đang mở rất nhỏ anh em nhé, không thấm vào đâu. Đèn hơi nháy một chút này. Đèn Martin MA chưa nháy một chút này, tăng súp lên này. Ok chưa? Tăng súp lên này, ok chưa? Bánh đẩy tưng tưng luôn. Đây là phần loa đây. Bánh nghe quá chắc đúng không ạ? TV-15 công suất của loa là 600W anh em nhé. Mắc của nó lên tới là 1.000.